Xin chào anh chị và các bạn. Bây giờ chúng ta làm test 1990 08 từ câu 13 cho đến câu 15. Bây giờ chúng ta làm câu 13. Đầu tiên là chúng ta loại bỏ nhiễu. Ở đây thì chúng ta có nhiễu thứ nhất là chu này, chúng ta bỏ đến đây này. Rồi. Và chúng ta có một mệnh đề tính từ chính là sắp cộng với vơm ô. Vậy mệnh đề tính từ cũng là nhiễu, vậy chúng ta bỏ nhiễu đến đây. Sắp cộng vơm ô đây. Tiếp theo ở đây thì chúng ta có giới từ, chúng ta bỏ đến đây. Đó. Rồi xong, bây giờ chúng ta bắt đầu phân tích những cái còn lại. Những cái bỏ thì chúng ta đừng có phân tích anh chị. Khi mà nó là nhiễu rồi thì chúng ta loại bỏ thì chúng ta đừng có phân tích với nó. Nào bây giờ chúng ta sẽ phân tích, có dấu phẩy thì chúng ta sẽ phân tích cái vế mà không có cái gạch trước. Vậy nếu thế thì chúng ta sẽ phân tích cái vế này. Vậy sau dấu phẩy này thì nó là một s cộng với vơm ô. Thì đây chính là cái cấu trúc thứ ba trong năm cấu trúc cứng. Thì nó thiếu cái gì? Nó thiếu thứ nhất là trạng từ, cái thứ hai là mệnh đề trạng từ, thứ ba là mệnh đề tính từ nhưng phải là giản lược. Nhưng đằng trước này chúng ta có từ ô dô rồi, vì thế nên chúng ta thấy là chỉ có thể là một mệnh đề trạng từ thôi. Nào bây giờ chúng ta ôn lại liên quan đến cấu trúc của mệnh đề trạng từ thì gồm gì. Mệnh đề trạng từ thì cấu trúc đầy đủ của nó là sắp cộng với s cộng với ô là một. Còn đối dạng giản lược của chúng ta thì chúng ta gồm có những cái cấu trúc sau. Thứ nhất là sắp cộng với verb ed cộng với giới từ cộng với ô. Cái thứ hai là sắp cộng với verb in cộng với ô. Cái thứ ba là sắp cộng với to cộng với verb cộng ô. Cái thứ 4 là sắp cộng với ô. Ô này này thì có thể là có hai loại. Thứ nhất là tính từ. Thứ hai là trạng từ. Trạng từ cộng với tính từ. Cái thứ ba nó có thể là option hoặc là always cộng với danh từ. Được chưa anh chị? Đấy, như cái này thì anh chị bắt buộc và anh chị phải nhớ kỹ cho tôi rồi. Thì vậy nếu thế thì anh chị nhìn cho tôi nó là cấu trúc ra nào. Phương án B là loại rồi này, phương án C cũng là loại rồi, phương án D cũng là loại rồi này. Vậy chỉ còn phương án A này, phương A. Và trong trường hợp này nó chính là cái cấu trúc này anh chị này. Sắp cộng với ô trong trường hợp này nó là trạng từ cộng với tính từ. Hay chưa anh chị? Rất là hay đúng không? Và bây giờ chúng ta chuyển sang cái câu 14 anh chị. Câu 14. Nào đầu tiên thì chúng ta cứ làm bình thường là loại bỏ nhiễu. Ở đây thì chúng ta có nhiễu là những cái gì? Nào ợp này, chúng ta bỏ đến đây này. Tiếp theo từ ợp này, chúng ta cũng bỏ đến đây này. Đó. Từ ợp này, chúng ta cũng bỏ đến đây. Đó. Nào tiếp theo là chúng ta thấy là có vớp không? Ở đây chính là từ is, chính là vớp rồi. Có dấu phẩy, vậy chúng ta sẽ phân tích cái vế mà không có gạch trước. Nếu thế thì s cộng với vớp ô gạch. Thì đây chính là cấu trúc thứ 4 trong năm cấu trúc cứng. Vậy nó thiếu cái gì? Nó thiếu thứ nhất là mệnh đề tính từ, mệnh đề trạng từ và trạng từ. Tìm cho tôi những cái đấy là được. Vậy nếu thế thì chúng ta chỉ có là phương án D. Nó chính là mệnh đề tính từ giản lược, nó chính là verb ed cộng với giới từ cộng ô, mệnh đề tính từ giản lược. Anh chị chú ý cho tôi là refer thì luôn đi với giới từ to, đây chính là một cụm động từ. Giới từ không phải từ to trong trường hợp này, mà giới từ trong trường hợp này nó chính là từ s. Refer luôn đi với giới từ to. Đó, anh chị chú ý cho tôi cái này nha. Còn đối với cái chỗ này thì anh chị từ popularly này thì nó chỉ là trạng từ, anh chị đứng xét. Liên quan cứ trạng từ thì nó là nhiễu cấp độ 1 rồi, đừng có xét gì cả anh chị. Anh chị chú ý cho tôi cái chỗ đấy nhá. Còn đối với phương A loại thì vì sao nếu mà chọn thì nó lại thừa động từ, vì thế nên sai này. Phương án B cũng thế, thừa động từ trong câu và phương án C cũng là thừa động từ. Vì thế nên A, B, C chúng ta không chọn được. Bây giờ chúng ta chuyển sang cái câu cuối cùng là cái câu 15 anh chị. Đối với câu này thì cấu trúc của nó như thế nào anh chị? FO rồi sau đó thì chúng ta có một mệnh đề tính từ giản lược chính là verb ed cộng với giới từ cộng với ô. Giới từ cộng ô. Mệnh đề tính từ bổ nghĩa danh từ đằng trước đó. Câu 15 này anh chị. Đối với câu 15 thì chúng ta có dấu phẩy, có nhiễu không? Có một nhiễu. Đây, chính là nhiễu đây.
Đối với câu 15 thì S cộng với vâm ô gạch. Đấy, nó như này anh chị, nó như này. Đây chính là cấu trúc thứ 4 trong 5 cấu trúc cứng, nó giống như là cái câu 14 luôn. Nó thiếu cái gì anh chị? Nó thiếu danh mệnh đề tính từ, trạng từ, mệnh đề trạng từ. Nhưng anh chị thấy là nhìn ABCD thì anh chị không thấy có đâu cả. Nếu thế thì anh chị nhìn cho tôi này. Mà anh chị cũng có thể nhớ cho tôi là có một cái cấu trúc là liên quan đến câu ghép là S vấp O rồi sau đó là gì anh chị? Là fanboy. Là fanboy. Rồi sau đó là một cộng với một S cộng vấp O. S vấp O. Thì đối fanboy này thì anh chị cũng đã nhớ rồi đúng không? F là của từ for, A nó là của từ and, N nó là của từ not, B là của từ but, O chính là của từ or, I là của từ is và S là từ so. Nếu thế thì chúng ta sẽ chọn phương án C, chỉ có mỗi phương án C nó phù hợp thôi. Nó chính là một cấu cấu ghép, cho nó là n chính là của cái chỗ này anh chị, a nó chính là của cái n đấy. Còn phương án D không chọn được tại vì thừa gì anh chị nhỉ, thừa động từ, vì thế nên sai. Và phương án A sai tại vì nếu là mệnh đề tính từ thì không có mệnh đề tính từ là sub cộng với s với o, nó chỉ có s cộng vấp hoặc là vấp o thôi. Còn phương án B cũng có thể hợp lý là sau for là vấp in của ô, nhưng cho trường này thì chúng ta là phương án C được cho anh chị, nó chính là một câu ghép, nó phù hợp hơn với cho anh chị. Xin chào anh chị. Đầu tiên trước khi là xong cái video này thì anh chị cũng nên ôn lại cho tôi những kiến thức sau. Kiến thức đầu tiên là anh chị cũng nhớ lại cho tôi là cái cấu trúc thứ ba và cái cấu trúc thứ bốn trong 5 cấu trúc cứng. Cấu trúc 3 và cấu trúc thứ 4 cho 5 cấu trúc cứng này. Đấy. Cái thứ hai là anh chị ôn lại cho tôi là toàn bộ các cấu trúc của mệnh đề trạng từ gồm có cấu trúc đầy đủ và cấu trúc giản lược nó như thế nào. Cái tiếp theo là anh chị cũng ôn lại là liên quan đến cấu cấu ghép. Xin chào anh chị và các bạn.